Lòng tôi bỗng buồn đậm buồn, từng nhịp đập tim vỡ tan. Còn em than trách hóa công, chuốc thảm gieo sầu cho người thương đau. Ngày hôm nay thì em lại test một cái bộ loa kéo cột, một trong những dòng loa kéo mà em bán vô cùng nhiều trong cái mùa hè năm nay. Thường thì em bán rất là nhiều dòng loa kéo này nhưng mà em rất ít lên video. Có chăng thì 2 đến 3 lần em lên video để cho các bác nhớ được cái dòng loa kéo này mà thôi. Nó rất là hay. Hôm qua thì có một bác nhắn tin và em ngày hôm nay thì em lên video mục đích là để cho bác xem nhé. Cái bác gì nhỉ? Em không nhớ cái bác đấy. Thật là nếu mà tối nay bác còn xem được video thì bác, em không nhớ là bác cái tên là gì cơ. Đó. Không nhớ được cái tên này. Không nhớ. Mà tối nay bác xem được video thì bác xem nhé, kỹ nhé. Đây là bộ loa kéo cột 1340, một chung và một tép, được kết nối với một cái dây Nutrix như thế này. Cái bộ sản phẩm kèm theo thì có bao gồm một cái, hai tay mic và một khiển và một dây nguồn. Lát em sẽ hát cho các bác nghe, các bác cảm nhận được cái loa kéo này nó hay như thế nào. 6 triệu đồng thôi nhưng mà rất nhiều dàn karaoke mười mấy triệu, có khi đến 20 triệu lại không hay bằng nó, hát không dễ hát bằng nó và không bắt mic bằng nó. Đấy là một điều vô cùng là có thể nói thì rất nhiều bác sẽ bảo ông nói phép, nhưng em không hề nói phép đâu nhé. Bởi vì những cái bộ loa, bộ karaoke mười mấy triệu, 20 triệu nhưng mà rất rất nhiều bộ mà hát không ra gì mà không hát được đâu các bác nhé. Các bác cứ thử mà xem, đã quá nhiều bác mua rồi đấy. Quá nhiều bác mua những bộ karaoke mà mất mười mấy 20 triệu mà hát, có khi em khẳng định là còn thua cái loa kéo này của em. Thường thì như tuần vừa rồi em đi lắp 4 bộ karaoke nhưng mà gần như em không có lên một bộ karaoke nào cả. Một bộ ở Phú Thọ, một bộ Bắc Ninh, một bộ Ninh Bình. Và gần như là không lên video các bác nhé. Bởi vì em, các bác, những bác nào mà vừa rồi, trong một tuần vừa rồi được em lắp thì xem video thì vào trả lời em một tiếng để cho các bác xem được. Vì em rất ít lên video, em khẳng định các bác thế. Và ngày hôm nay cái bộ này là đi cho em Tuyền ở Yên Thủy, Hòa Bình. Lẽ ra thì em cũng không lên video đâu, mà em tranh thủ em lên video để cho các bác, hôm qua bác gì, bác ấy nhắn tin mà em không quên mất tên, bác xem được nhé. Và em test luôn được bác xem. Tranh thủ thì em cũng giới thiệu luôn qua cái cách sử dụng. Đây là cái đường AUX in vào. Khi cắm dây AUX phát nhạc từ điện thoại, TV thì bác cắm vào AUX in em nhé. Và bên này thì nó có một cái nút mode đây. Muốn chạy AUX thì mình để AUX này, còn không muốn chạy Bluetooth thì mình bấm phát ra Bluetooth, ok nhé. Cái đó quan tâm vậy thôi. Và bên cạnh đó nó có một cái nút bass này. Off là tắt. Tăng lớp bass 1, bấm tiếp tăng lớp bass 2, cái nút bass này nhé, để tăng thêm cái bass khi mình mang ra ngoài mình chơi nhé. Còn các cái khác cần lưu ý, ví dụ volume mic có thể để tùy theo ngoài trời trong nhà, có thể để từ 12 giờ đến 3 giờ, không để cao quá. Nếu ngoài trời mà xa tiếng nữa thì để cao thì được chỉnh về cái phần bass test này, nó phải hài hòa nhé. Còn cái phần echo và delay thì em sẽ chỉnh giúp các bác nào thích hát echo em sẽ chỉnh trước, còn bác nào thích hát kiểu gì vật em sẽ chỉnh trước, mà lát nữa em sẽ hát các bác cái kiểu là gọi là echo pha gì vật nhé. Còn gì vật thường là để từ 9 giờ đến 12 giờ, có thể để đến 3 giờ tùy theo không gian. Chép mic như này thì có thể để từ 12 giờ hoặc có thể để kịch kim nếu như không gian rộng. Tùy. Bass thì tùy theo cái mức bass mic của các bác. Giọng ồm thì để ít thôi, mà giọng vừa phải thì để 12 giờ, mà giọng đuối quá, giọng ít bass quá thì để lên 3 giờ tùy. Cái đấy sử dụng theo cái sở thích. Bass tép của nhà cũng vậy. Và đây là nút volume tăng giảm âm lượng. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Em Tuyền để ý. Và ngày hôm nay thì em sẽ hát cho các bác nghe một đoạn karaoke. Tất cả các bác cùng được nghe. Và các bác hôm qua nhắn tin cho em thì cũng nghe luôn nhé. Xem nó hay cỡ như thế nào. Em có nói không sai, nó sẽ hay hơn rất rất nhiều những bộ karaoke mười mấy triệu. Và bây giờ thì sẽ lấy cái phần mà chọn nhạc nha. Sau đó máy tính hoạt động đi. Cái sản phẩm này em bán rất nhiều luôn. Cái sản phẩm loa kéo này. Nó là thực sự là rất nhiều. Nhưng mà không bao giờ lên video. Có những ngày đi 2, 3 con. Ngày nhiều nhất đi 7 con. Ồ, chết rồi. Mà em cũng không lên video. Không lên video. Bây giờ thì các bác sẽ nghe em một đoạn karaoke. Em chọn lại đi. Thực ra thì nó rất là hay các bác nhé. Nó rất là hay. Vì em là người hát thường xuyên.
Và tất nhiên là về vấn đề âm thanh thì em sẽ khó tính hơn các bác. Nên vì vậy nó hay hay không, em nói hay là nó rất hay. Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thầm ấy mơ mộng nhất trên đời. Tôi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín. Hai gia đình cùng chung một lòng, nàng yêu hoa tím tôi chuộng hồng. Nàng thương duy tư tôi thì rất yêu đời. Tình tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay giống khác, khi suốt ngày chẳng thích gặp nhau. Nhưng khi được tin có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn một lần buồn, từng nhịp đập tim vỡ tan. Còn em than trách hóa công chuốc thảm gieo sầu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biển biệt, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ nhau hoài. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ái, dâng dâng dùng hình bóng người yêu. Các bạn đang nghe một đoạn karaoke mà em hát một bài rất là vu vơ nha. Em không chọn bài cũ đâu. Và em hát ở cái chế độ em thích hát. Còn rất nhiều bác bảo là sao không hát nhiều nhại một chút, nói chung là khó chịu lắm, em sẽ hát theo cái kiểu của em thôi. Nàng yêu hoa tím tôi chuộng hồng, nàng thương duy tư tôi thì rất yêu đời. Tình tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc, khi suốt ngày chắc thích gặp nhau. Nhưng khi được tin có người hỏi nàng, lòng tôi cũng buồn thật buồn, từng nhịp đập tim vỡ tan. Còn em than trách hóa công chuốc thảm gieo sầu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biển biệt, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ nhau hoài. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thất nãi, dẫn dẫn dùng hình bóng người. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ái, rơi rớt rụng hình bóng người yêu. Các bác nghe đấy, đây là em hát theo cái kiểu sở thích của em, vì rất nhiều bác thì rất là khó chịu. Các bác bảo là hát karaoke thì nó phải có nhại, có bác thì bảo là nhiều nhại vậy, nhưng mà em hát theo cái ý của em thôi. Còn ở đây thì nếu như mà mình điều khiển ở cái chế độ echo của nó đấy, thì echo của nó rất là lẩy các bác nhé, rất là mẩy luôn, echo lên rất hay. Nếu mà nó về echo, cái dòng loa này rất là mềm mại, nhưng mà thường thì em không hát echo, mà rất nhiều bác cũng không thích, em hát cái kiểu của em thôi. Còn nếu như chỉnh echo thì nó thực sự là rất là tuyệt vời, những bộ karaoke có khi cũng trả lại tiền. Nó rất là hay nhé, và em Tuyền xem qua cái cách sử dụng. Và bác nào có nhu cầu sử dụng cái lòng loa cột này 6 triệu đồng thì liên hệ trực tiếp với em. Em khẳng định nó rất là hay,
những cái sản phẩm mà em đã bán thường xuyên và em lên video thường xuyên cho các bác thì các bác cũng biết rồi, và sản phẩm đi thì gần như em không lên video. Kể cả như lắp các dàn karaoke tại nhà các bác thì em cũng không lên video, vì đi đường xa vội vàng mình làm cho nó ok rồi mình về thôi, chẳng mấy khi em lên video đâu. Ngày hôm qua thì có cái tin nhắn của các bác gì em quên mất rồi, em lên hôm nay bác xem nhé. Đây là cái bộ này của bác Tuyền, em Tuyền ở Yên Thủy, Hòa Bình. Thì bây giờ ngày hôm nay em sẽ tắt tiếp, cắt tiếp ngày mai em mới gửi hàng nhé. Thường là tất cả những sản phẩm thì em sẽ làm, nếu mà dòng loa kéo tiếp nhất một ngày, còn dàn karaoke thì chạy nhất khoảng 2-3 ngày rồi mới bàn giao cho các bác, các bác nhé. Tránh cái trường hợp nó bị lỗi mà đã sản phẩm điện tử thì thực sự cái chuyện lỗi là bình thường, rất hay lỗi. Thế nhưng mà mình hạn chế tối đa thôi. Còn nếu như không may nó có lỗi thì các bác hết sức thông cảm nhé. Cái đồ điện tử nếu như không may có lỗi các bác hết sức thông cảm, không tránh được đâu. Em cũng đã hạn chế tối đa rồi. Vâng, cảm ơn em Tuyền và cảm ơn tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em.